Ok, mến chào quý khán giả của Kim and Jackson nha. Bữa nay mình sẽ nói về nước Anh có một giống chó đặc lạ gọi là Bulldog Anh, hay còn gọi là chó mặt sệ nước Anh đó các bạn. Thì trước tiên mình xin nói giá trị của bé cún Bulldog này ở cái tiệm Petland. Thì một số các bạn nếu đã coi video của mình thì biết rồi đó. Ở Mỹ nó có một cái tiệm Petland gọi là siêu thị chó. Thì nó bán đầy đủ những cái loại chó mà độc lạ luôn á. Thì cái bé cún Bulldog nước Anh này á, các bạn thấy đã không? Nào giống bò sữa không? Giá không có rẻ đâu các bạn, 13.000 đô. Đúng rồi các bạn, mình nói 13.000 đô, các bạn nghe đúng rồi đó, mình lặp lại đó. Các bạn thấy kinh không? Chỗ này gọi là như người Việt mình hay nói là gì? Chém hay là cướp cắt cổ luôn các bạn. Kinh. Nếu các bạn nào đã chơi Bulldog ở Việt Nam hay là khắp thế giới luôn thì bình luận phía dưới cho mình biết giá cả và cái địa điểm, cái nơi của các bạn ấy, là bao nhiêu cho một chú cún Bulldog. Thì cái chỗ này mình đi á là để mình coi cho nó vui vậy thôi, chứ mình không có dạy gì vô đây mà mua cún đó các bạn. Tại như thế nào, quá mắc mà nuôi mà để như thế này có vẻ không được hay lắm. Cái chỗ hôm trước mình đi trong Houston còn tạm tạm, còn chỗ này thấy có vẻ dơ dãi quá. Nhưng mà quay lại cái chú Bulldog con này, các bạn thấy không? Hiện bây giờ con Bulldog và con chó lông xù á, hai con này á, nó đang tranh giành địa bàn, các bạn thấy không? Hai con nó cắn lộn với nhau luôn á. Là sao từ nhỏ là các bạn chọn chó là các bạn thấy rồi đó. Hai anh này là sao? Giống người ta thường nói á, một rừng xanh không thể nào mà có hai chúa tể. À, các bạn thấy không? Giống như một chuồng chó không thể nào mà có hai con chó thủ lĩnh. Cho nên các bạn để ý không? Những bầy chó khác là nó đã chịu gọi là sao? Chấp nhận hai anh này là thủ lĩnh rồi đó. Chỉ còn có hai con này để mà tranh giành chức thủ lĩnh. Cho nên khi các bạn lựa chó cũng để ý. Ví dụ như các bạn mà muốn lựa chó để bảo vệ, chó chiến đấu, chó canh gác thì phải lựa những con giống như hai bé cún này, như bé Bulldog này là cũng dữ dằn đó. Và thấy không? Thì mình xin nói về cái tố chất của cái bé Bulldog nước Anh này nha các bạn. Khi mà bé Bulldog này nó lớn lên nó có thể đạt tới cân nặng là 25 kg nha, và nó cao tầm 48 cm. Thì các bạn thấy không, giống chó là nhìn người ta thích nó là lý do làm sao, cơ bắp cuồn cuộn gọi là tay cơ cỡ như Lý Đức rồi, các bạn thấy không? Và mặt á, thì sệ ngầu cuối rồi, hai em cắn lộn các bạn kinh. Chó nhỏ mà từ nhỏ mà đã tranh giành địa bàn rồi, thấy không? Thì con chó này á nó rất là thích trẻ con các bạn. Tức là sao, nếu mà nhà các bạn mà có trẻ con á thì con chó này nó rất là dễ gần với trẻ nhỏ, không có sợ là nó cắn các cái bé nhỏ trong gia đình của mình, em bé đâu đó. Nhưng mình nói vậy thôi, nhưng mà mình phải để ý nha. Tiếp theo nữa là nếu các bạn là một người gọi là khá bận rộn, ví dụ như là đi làm công sở á, không gọi là đi làm hàng ngày luôn, không có thời gian nhiều, và nhà không cần phải rộng rãi lắm, ví dụ như ở chung cư cũng nuôi em Bulldog này được luôn. Tại sao? Tại vì Bulldog này nó có thể nó ở trong nhà suốt ngày với bạn, ngoài cái chuyện mà đi tiểu tiện vệ sinh thì nó ra ngoài thôi, ở trong nhà nó không cần tập thể dục cũng không sao, nó không có đòi hỏi chuyện đó. À, và đặc điểm đó các bạn thấy không, ai mà không khái con chó mà cái mặt nó thương vậy, nó sệ. Tiếp theo mình xin trình bày những lý do mà bạn không nên mua cái giống Bulldog này. Thứ nhất á, là mình nói về cái tuổi thọ của em Bulldog này, Bulldog Anh á, thì nó sống tầm 8 đến 10 năm các bạn, tức là cũng hơi ngắn đó nha. Những em như Chihuahua là có thể sống tới 15 năm, những cái chó thường như là hay cả Bắc Mỹ gì nữa cũng có thể lên đến 15-16 năm, nhưng mà em này có 10 năm thôi. Và thứ nhất á, các bạn muốn sở hữu cái con chó này á, là bạn phải là người có tiền nha các bạn, cũng không cần phải giàu như là Cường Lula hay gì đâu, nhưng mà phải gọi là có chút khá khá
Tại sao? Cái em này á, tiền chăm sóc sức khỏe của nó rất là nhiều. Ví dụ mình nói cái chuyện như là đi đẻ đi, những con bé khác á, những cái giống khác á, là nó tự đẻ được, nhưng những giống mà bulldog nước Anh á, hay là bulldog Pháp cũng vậy luôn, mỗi khi mà muốn sinh nở là phải cần bác sĩ, phải cần dao kéo để mà phụ, là do cái cấu trúc cái xương của bé đó, bé lặn ra không có được. Các bạn thấy không? Mà cái đó là tùy nước nha, tùy quốc gia, giá tiền cũng không có nhẹ đâu. Các bạn hãy bình luận chỗ của bạn á, mà một lần mà em bulldog mà đi sinh nở đó, là bao nhiêu đó. Các bạn thấy không? Tiếp theo là các bạn thấy cái cô Mỹ bản địa này á, là cũng có hai con chó giống bulldog, bạn thấy đã ghê không? Các em mà bự á, góc dưới màn hình á là chó cái nha, còn em vàng vàng á là chó đực đó. Thì cái cô này là mình tình cờ mình phát hiện được, còn mình liên lạc thôi. Thì các bạn đừng lo, nhớ không, cái chỗ nãy mình nói á, siêu thịt chó nó bán các bạn tới 13.000 đô. Nhưng mà mình có hỏi cổ cô nói vậy tương lai hai con chó này nó có chó con là cô bán nhiều, thì cô nói là nhẹ nhàng thôi các bạn, 3.000 đô thôi, gọi là rẻ đó. Các bạn thấy bên kia là 13.000, mà chó chưa chắc chất lượng bằng ở đây. Cô này thì mình có tìm hiểu thì cổ chăm sóc cuốn rất là kỹ mà chỉ có 3.000 đô thôi, nhưng mà đó là tiền Mỹ đâu. Các bạn hãy bình luận ở dưới thôi, ở Việt Nam hay là khắp thế giới các bạn mua bulldog Anh này là giá bao nhiêu để chúng ta cùng học hỏi. Quay lại tiếp về cái vấn đề sức khỏe của em bulldog, là mình nhiều người không nên mua là lý do làm sao. Cái mặt sệ nó vừa đẹp nó vừa ngầu, nhưng mà vì nó sệ vậy đó các bạn, cho nên nó có những có độ ẩm trong đó, rồi nó gọi là gì, nó làm cho những cái loại nấm hay vi trùng phát triển rất là nhiều trên cái da, cho nên phải cần thuốc trụ sinh rất là nhiều. Bạn thấy không, nhìn mặt kỹ nó bé ra rất là dễ bị nhiễm trùng mặt. Và đặc biệt á, tại vì cái mõm của bé bulldog Anh này á, nó rất là ngắn, cho nên nó không chịu được nóng nha các bạn. Mỗi khi mà ra ngoài nóng quá là nó có thể bị sốc nhiệt, và sốc nhiệt là có thể nguy hiểm tính mạng nha, không phải chuyện đùa đâu. Tiếp theo là những cái bé này nó hay bị bệnh về tim mạch và xương khớp, tại nó không có vận động nhiều á, cho nên các bạn phải để ý cái chuyện đó nha. Cho nên nếu ai mà nuôi những bé này phải chịu khó cho tập thể dục chút xíu, mà dù khó nhưng mà ráng tập thể dục, có thể mình tập trong nhà cũng được, mua mấy cái máy đi bộ rồi á, rồi chú ý cho ăn uống cho nó kỹ vô, tại vì mấy bé này nó cái cấu trúc của nó đô con, nhưng mà nó không có chạy nhảy giống như em bác Bỉ được, mà mình không vận động là máu huyết nó không có lưu thông được. Máu huyết mà không có lưu thông mạnh mẽ thì cũng giống như là lười tập thể dục đó các bạn, thì nó sẽ sinh ra nhiều bệnh tật đó. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và ủng hộ video của Kim Manchester nha. Mến chào các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau.